Nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào người đàn ông đi bộ qua đường, khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối ngày 5 tháng 3, nam thanh niên 21 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Huệ hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, nam thanh niên chạy với tốc độ cao, bất ngờ tông thẳng vào ông H, 53 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài đang đi bộ từ trong nhà để qua đường cú tông mạnh khiến ông H và nam thanh niên bị ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông, công an thành phố Đồng Xoài có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.